ca sĩ Hà Mio cùng với hành trình mùa thứ hai của chương trình Khách sạn 5 sao đã khép lại. Mỗi số phát sóng đều mang một màu sắc khác nhau. Mỗi một cặp vợ chồng đều có những hoàn cảnh khác nhau, đều cùng với nhau nếm trải đủ vị cuộc sống, đắng cay ngọt bùi. Mỗi một gia đình là một thế giới chung khác nhau và mỗi người đều có một thế giới của riêng mình. À, đây là vợ em ạ. Từ fan hâm mộ về chung một nhà với thần tượng. Là vì là khán giả đi coi ạ, thần tượng xong là ra mới xin chụp hình với em. Em phải thể hiện ra vẻ ra đấy. Trước giờ đã có ai xin đâu mà từ chối anh. Ờ ha. Xin được chào đón diễn viên Đức Hiếu cùng với vợ MC Thùy Linh. Mình sẽ phải đi tuần tự các giai đoạn. Từ bạn, xong rồi thích này, xong rồi lên yêu này. Ít nhất nó cũng phải vài tháng. Không phải cũng phải hơn một năm trở lên. Đồng chí này là phá vỡ kỷ lục. Em kém vợ em 5 tuổi. Hãy cùng chào đón gia đình của nhạc sĩ Khi Hùng cùng với Sang Huỳnh và con gái. Nhưng mà mình ngạc nhiên là trai Hà Nội mà đi trong phố cổ thì lạc đường. Phải bảo vệ. 2007 là uống nước nô luộc là thấy anh cũng tử tế rồi. Lãnh giải thưởng bài hát Việt có nhiều cũng mua vé máy bay hết nữa rồi. Hôm nay Ngọc Lâm xin gửi lời chào đến quý vị khán giả truyền hình. Nói thật nha, Lan chưa bao giờ là cái gu của Lâm. Anh Lâm nói là không quan tâm đến cái giới người mẫu bởi vì thực ra cái chiều cao không tương xứng. Xem điện thoại thì chị thấy là chị yên tâm hơn là chồng mình luôn luôn. Không có bao giờ giấu cái điện thoại. Cùng chào đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng với bà xã Ngọc Uyển. Ngày xưa là yêu nhau lâu lắm, còn phải tìm hiểu cơ. Quần đùi áo xấu, trông có vẻ ngông nghênh các cụ hồi xưa. Đúng là không thích. Bố vợ chú có cái kính này, cháu chào bác ạ. Xong cụ trễ cái kính này, cũng nhìn này. Ui giời, sợ lắm. Và em là gặp nhau ở trên VTV6. Là người mai mối là chị Diễm Quỳnh. Ở trong một gia đình mà bố mẹ đều rất là tôn trọng và yêu thương mình. Mà chắc chắn là cả hai bên đã rất là xúc động, rất là vui, rất là tự hào, chấp nhận là loss. Để tình yêu được bền lâu thì yếu tố thấu hiểu là vô cùng quan trọng. Tôn trọng sự khác biệt giúp chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau. Có được tình yêu rất khó và giữ tình yêu đó lại cần chúng ta tìm ra câu trả lời hàng ngày. Mẹ xin một lần nữa được cảm ơn ba những sự hy sinh tuyệt vời và cả những sự hy sinh thầm lặng. Thì với clip này thì mẹ rất cảm ơn ba đã dành trọn tuổi thanh xuân của ba để dành cho mẹ. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngò sương cho con đỡ đói qua đêm. Thông qua chương trình, bố có mấy lời nhắn nhủ với các con. Bố biết là con là có đam mê nghệ thuật từ hồi còn nhỏ. Đến nay là con được sự thành công như thế này cũng là do sự cố gắng. Bố biết là con 2 năm nay là bố đau ốm liên tục. Bố biết là các con cũng lo lắng cho bố mẹ rất nhiều. Và bố thì điều trị thì đến vừa rồi là cũng ổn định rồi. Những cặp vợ chồng đã đến với Khách sạn 5 sao luôn nhấn mạnh với chúng tôi rằng trời giúp cho duyên số, gìn giữ cái duyên là sự nỗ lực của đôi bên. Xin hẹn khán giả tiếp tục đón xem chương trình vào những mùa sau. Hôm nay đến với Khách sạn 5 sao thì Khánh Linh và Trần Tùng cảm thấy đây là một cái địa điểm, một cái khách sạn xứng đáng lẽ ra phải hơn cả 5 sao, tức là phải được 6 sao, bởi vì là đem lại cho hai vợ chồng rất là nhiều những cảm xúc, rất nhiều những hồi ức đã hiện về, đã cho Linh thấy rằng là hạnh phúc nó luôn luôn hiện hữu, nó luôn luôn nhắc nhở để cho Linh và anh Tùng luôn luôn phải gìn giữ nó. Và Khách sạn 5 sao thì sẽ không chỉ đơn thuần là một khách sạn 5 sao bình thường đâu. 5 sao và sẽ phải là 10 sao chứ không phải là 5 sao nữa.